đúng rồi. Xin chào các bạn, hôm nay em đang là có ở nhà. Nhà bếp. Nhà bếp hả? Nhà bếp. Nhà bếp. Ở ngoài. Ở ngoài của em Nan. Nấu gì? Đó, hôm nay em Nan muốn nấu bánh. Em Nan là muốn nói với các bạn trước, xin cảm ơn các bạn cho xem video của em Nan. Bây giờ em Nan không có con, có chó nè. Cho chó ăn cơm mỗi ngày. Em Nan là đúng không? Hôm nay làm gì? Hôm nay là em Nan làm giấm giấm, chuẩn bị thành phần giấm, làm bánh khọt. Tại hôm nay em Nan không làm bánh khọt, làm bánh xèo bự hơn bánh khọt. Thành phần của em Nan hôm nay đó. Nước mắm gì? Chua. Cay. Nước mắm có chua, có ngọt, có ổi, có ớt, có tỏi, có tỏi, có ớt, có ổi hoài quên rồi. Nấu đồ ăn mỗi ngày rồi. Quên rồi. Có tôm, mẹ chuẩn bị tôm, nước dừa, hành lá. Hành lá là biết không ai? Hành lá là ai? Em đang nghe hành lá nha. Anh gì nè, muốn làm cái này nè, giấm hành lá. Em đang giấm bỏ trẻ trâu, trẻ trâu, trẻ trâu, trẻ trâu, trẻ trâu á, đúng không các bạn? Bò nhỏ nhỏ. Bò nhỏ nhỏ là trẻ trâu đó em. Bò nhỏ nhỏ là bò nhỏ nhỏ. Trẻ trâu. Ừ, là trẻ trâu. Rồi cái này. Cái này là cái gì hả cô mẹ? Củ sắn với giá. Củ sắn với giá. Cái này giá à? Sắn, sắn. Củ sắn với giá. Đậu xanh. Hôm nay là giống ngon. Thường thường đồ ăn cái này mẹ biết nấu rồi. Em Nan là không biết nấu. Hôm nay em Nan là đi học với mẹ cho muốn có chồng Việt Nam. Được không? Mẹ sợ nếu ăn như vậy đám cưới với em Nan loại đúng không? Không có đồ ăn ăn. Hợp trước, hợp trước, bây giờ hợp trước nè các bạn. Hợp cho muốn có chồng Việt Nam được, hợp cho bán cũng được nhiều, có tiền gì nè. Đậu xanh. Đậu xanh. Ừ. Hay là nói tiếng Thái là thổ kiểu, em Nan thích cái này. Thổ kiểu à? Chọp mắc mắc rồi. Chọp thích sụt rồi. Rồi. Xong rồi đó, là làm bánh sọt nha. Có tôm rồi đúng không? Quên nói. Thịt của em Nan. Thịt heo. Rồi. Rồi. Này bò. Nếu các bạn không biết bọp cái gì, làm cái này à. How to make this one. Nói chút mẹ nói cho. Hỏi mẹ. Bỏ cái xèo mẹ làm. Em Nan muốn biết lại cả. Cái này có trứng. Có trứng. Có bột gì? Có gì có gì anh giọng? Bột hương xưa, bột không đẹp, bánh xèo hương xưa. Giấm giấm của bột không? Bánh khọt không mẹ? Giấm cốt dừa. Giấm không? Mẹ đổ này vô. Giấm bột bánh khọt có không? Giấm bột bánh khọt. Giấm bột bánh khọt. Nếu các bạn không biết bột bánh khọt làm như thế nào? Không biết làm bánh khọt đúng không? Xem video của em Nan làm bánh khọt. Giấm bánh xèo. Có hiểu không thì em Nan nói là em Nan có Nan kêu là muốn làm bánh xèo á, muốn cách pha bột bánh xèo á thì coi video pha bột bánh khọt á là biết làm bột bánh xèo. Cái này có bột hương xưa. Giấm bánh khọt. Bột bánh khọt và hôm nay làm bánh xèo. Bánh xèo cũng ở Thái nè cũng có các bạn, nếu các bạn đi là cũng có. Bạn nói nhiều đó. Nói nhiều quá. Làm đi, nói nhiều rồi đó. Bỏ. Bỏ nhiều rồi mẹ. Rồi vậy luôn đó. Tôm chung đúng không mẹ? Bỏ tôm nè các bạn.
tôm là cuông. Cuông. Đúng rồi mẹ. Mẹ có học nói tiếng Thái với con nã mọi ngày. Bò muối nè các bạn, muối. Muối là cừa. Bỏ nhiều không mẹ? 2 muỗng nè, 2 muỗng. Xảy nấm pha nè khá, 2 chón tố nè khá. Em nè là vui quá níu. Làm đồ ăn, nấu đồ ăn với mẹ. Bột ngọt là monosodium glutamate. Bỏ hết đó mẹ. Nước dừa là nấm cà thí. Bia hả mẹ? Rượu. Mai giờ con bỏ rượu. Ít thôi nha con, đừng hết thế nữa. Đỡ. Nếu bỏ nửa cái đó đi. Nếu bỏ hết là gì nè các bạn. Bia. Mẹ không nói cái gì nha. Giờ mở nó đi. Mở ra đi con, mở ra cho nó được đó. Không qua tối có mưa chưa mẹ? Có mưa ít. Mưa xào xạo đúng không? Mưa ít. Mưa thiệt chứ không phải là mưa xào xạo nhưng mà nó ít. Ít chút đúng không mẹ? Ừ. Ngọt của tôm, mặn của thịt. Ngon của mẹ. Quảng cáo bà đi đóng quảng cáo, bà bị đóng quảng cáo được đó. Nếu không ngon à, của em nè. Nếu không ngon là của em nè thì. Mặn của thịt, gì ngọt của tôm, mặn của thịt ngon của mẹ. Trời ơi. That's so sexy anh đi. Ăn gọi là sexy. Sexy girl. Sexy girl muốn ăn bánh xào. Bánh xào không có bánh khọt hôm nay. Bánh khọt là có rồi, làm rồi, nấu rồi. Ai mua bánh xèo không? Nếu các bạn chưa xem video bánh khọt của em nè, xem đi, có các bạn xem nhiều quá. Ai mua bánh xèo không? Không. Bánh bao đây. Bánh xèo bao có đây. Rồi. Bánh bao gì? Bánh bao có rồi. Đâu? Bánh bao đâu nè? Không, cái này nè bánh bao. Cái này thì bánh bao. Sạp xí. Bánh bao có thịt heo, thịt của heo, không có trứng, không có trứng của cả, có trứng vịt. Bà xào quá bà. Trứng vịt gì ở đây? Trứng vịt của vịt. Đúng rồi, trứng vịt của vịt, cạp đúng không? Đúng. Nhiều của cả là. Đúng rồi, em giống á. Là miếng chó à, ngầu ngầu. Chó là gì? Ngầu ngầu. Gâu gâu. Ngầu ngầu. Gâu. Gâu. Em nói gờ cái gâu. 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 Gâu gâu. Gâu gâu. Ờ đúng rồi, là chó là gâu gâu. Chó nè nó gâu gâu. Ừ, chó nè gâu gâu. Bỏ đậu xanh các bạn. Hết đó mẹ. Bỏ hành tím. Hành tím với hành lá. Chấm chung luôn. Chảo 2, 3. Sắp đi rồi ba má, là nghỉ ăn luôn á. 2, 3. Vô. Rồi được rồi. Nghỉ ăn luôn bánh xèo bữa nay, hôm nay nghỉ ăn luôn. Mệt mỏi. Là con làm mạnh đúng không mẹ? Cái này con có cho cái này. Action. Tắt lửa bà nội. Tắt lửa con không hiểu. Tắt đèn con hiểu. Tắt đèn. Thôi kêu nó tắt đèn đi cho nó mãn nguyện, chứ nó tắt lửa nó không biết. Nó đòi tắt đèn không mà. Tắt lửa cứ đòi tắt đèn không mà. Bà ba, nếu em đang chờ xa, bà ba nói mỗi ngày à, tắt đèn. Ừ. Nhưng mà lửa nó khác em, lửa là tắt lửa. Các bạn, giờ nè. Nếu cái này hết nước rồi đúng không? Thay dỗ.
các bạn muốn biết là nắm chưa, các bạn là làm với tay của các bạn. Ấy không làm cái này nè, cái này chút chút thôi. Ồ, nắm rồi, giấm giấm. Ồ, nắm nắm ôm ôm à, ấm ấm. Ồ, ấm ấm ôm ôm cái gì ấm. Hà hà nấm ăn ha. Quên cà phê rồi. Rồi được rồi đó con. Được rồi. Đây leo nó ha. Họ bài rồi. Biết làm không? À. Ê, mở 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 thằng bứt. À cứ nè cứ nè. Nè nè. Dạ. Mày đổ vô con. Nè đổ gì nè. Mày chỉ cho con cái nha. À ta. À cứ nè. Giờ mẹ làm cho. Em nè chị nè. Tiền chứ. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Lửa nhỏ nhỏ phải không mẹ? Hả? Làm lửa nhỏ nhỏ. Rồi cái bỏ giá vào, bỏ sắn, bỏ giá. Sẵn giá. Bỏ qua con bên nha, bỏ bên đây thôi nha em. Bỏ bên đây nè. Cho giống mẹ nè. Dạ, nè. Dạ. Đó, đậy lại. Ừ, cái này cho mẹ làm chứ. Đúng rồi. Chưa mẹ, cái này để lửa nhỏ lại. Giòn nữa thì để nữa, còn muốn để gì? Tông cộc cộc. À cộc cộc. Có tông con. À ok. Muốn giòn thì để lâu lâu xíu. Lâu xíu này để ra cái giòn. À mẹ. Ủa, ập quá. Dạ, ập qua đây. Ập qua đây. Ập qua đây. Đó, ở đây. Ừ, đó. Ủa, giống giống lô ti Thái Lan đây mẹ. Nó có cái này hả? Không. Ở rồi. Ơi, khoan, đừng khoan số số. Nè, con mua cái chảo ở đây, con để vô đây, con chút. Cái này hả? Nhớ rồi, đó. Ừ. À. Ừ, làm sao chẳng ra được rồi. Ừ. Dạ, cảm ơn bà ba. Rồi, đúng không mẹ? Con hứng cái chảo vô. Con cái chảo hứng ở đây, con múc hay đó. Ừ. Chán ra. Đủ. Ừ, đó, thêm giá nữa. Rồi. Rồi, cái nào chán dần dần đi. Ừ. Dần dần. Bự lên, bự lên, bự lên. Bự lên, bự. Ừ. Ừ. Đó, đẹp đó. Giờ để xuống. Đẹp lắm mà. Để xuống. Không nói chuyện. Nói chuyện sao các bạn. Bỏ cách giá cho các bạn. Ờ dạ, yeah, đúng rồi. Để lắp trên giá. Đúng không? Ừ. Đúng rồi, mẹ. Rồi, nhiều ai được ai. Ui, tôm nhiều rồi. Ai ăn cái này? Chưa chưa. À, nắm thật mẹ. Ừ, rồi. Dạ, em nên làm bánh xào rồi các bạn ăn chung. Ăn ăn một mình. Ấy, ấy, ấy. Đi lại, đi lại. Ăn mình nấu cho anh ăn hả? Ăn một mình. Ờ, ăn mình ăn đi, rồi không ăn. Cho em nên nói đi. Rồi, em nên nói đi. Em nên nói đi, ngồi trước em thôi. Em nên là muốn ăn cái này đúng không? Nhi nè, lào, lào salad. Đúng không? Ăn với lào salad. Có thật, có từ. Quán lại. Quán lại rồi. Ừ. Giòn không? Giòn không? Nhỏn. Giòn không? Nhỏn. Nhỏn cái gì nhỏn? Giòn không? Giòn. 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 Ừ. Anh lấy vô lấy dĩa bự ra đựng ra. Ngon. Bỏ sao bỏ cái này, lau cái này, rồi lau cái này ăn chung. Đâu có. Cắt. Bánh xèo có tôm. Có với lau salad. Không. Có rau, mình xin nó rau. Rồi cuốn. Cuốn. Ừ. Cuốn. Cuốn rồi. Ăn. Ăn, ăn, ăn chung. Bỏ nước. Nước. Nước mắm. Nước mắm của mẹ. Nước mà nó dấp hoài. Nước nó biết nói nó dấp. Nước mắm. Ngon. Ngon. À lòi là ngon đó. Nếu các bạn đi Thái Lan ăn cái gì ngon. Ngon quá à.
Nếu ngon bình thường nói aloi aloi là ngon đó. Ừ. Còn nếu ngon quá thì aloi mắc mát. Nếu ngon quá aloi mắc mát rồi. Cuốn ăn chung với nước mắm. Nếu các bạn thích mẹ nấu cái gì cho các bạn nhìn mẹ nấu á, thường thường em đang không biết nấu đúng không, làm nha em đang học với mẹ rồi có làm video chung. Nếu ai không biết làm bánh xèo không biết nói không rồi hết một cái rồi các bạn. Hôm nay cho next video thật video kế tiếp hôm nay là thường em nè muốn làm thạch thai cho các bạn xem video của em nè, và hôm nay làm bánh xèo trước cho các bạn đó, cho xin cảm ơn các bạn xem video bánh khọ của em nè. Có nhiều đó, có người xem nhiều đó. Ý Na đó là đáng lẽ là hôm nay là anh sẽ làm món bát thái của Thái Lan. Bát thái của Thái Lan để giới thiệu đến các bạn, nhưng mà vì hôm nay hôm nay là tại vì Na thấy là cái video bánh cọt đó được nhiều người xem á, cho nên là Na muốn làm video bánh xèo này để cảm ơn đến các bạn ủng hộ và xem video của Na. Rồi video kế tiếp á, Na sẽ làm bát thái, là hướng dẫn cách làm bát thái của Thái Lan để hướng dẫn dạy cho các bạn nấu như thế nào. Còn bây giờ dạy sao? Tạm biệt ạ. Tạm biệt các bạn đi. Dạ, hôm nay em Nan là xin cảm ơn các bạn cho xem video của em Nan. Cái tiếp nếu em Nan làm cái gì cho em Nan, cho nếu bạn muốn biết trước đúng không, bạn không quên subscribe của em Nan đúng không? Cái mạng ngáo quá, mạng ngáo đá không biết nói gì, ngáo đá. Em Nan nói không giỏi à. Nếu các bạn thích thì hãy đăng ký kênh ủng hộ mình và Nan, like và share để cho mọi người cùng biết đến kênh của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Tạm biệt, hẹn gặp lại.